Đâu cam cam hướng dẫn mẹ quy trình hấp rau nào. Đầu tiên con nắp. À, đầu tiên cam cho rau vào nồi, sau đó cam nắp, cam đậy nắp. Đồng hồ chưa kêu. À, sau đó cam hẹn giờ, đồng hồ chưa kêu là rau chưa chín. Rau chưa chín mình đậy vung. Cam hấp đấy, cam đang đang chờ đấy. Đồng hồ kêu. Trong lúc chờ đợi rau chín thì cam làm gì? Con chơi máy xúc một tí. À, cam chơi máy xúc một tí hả? Ok, đồng hồ kêu reng reng. Bây giờ cam làm gì? Đồng hồ kêu cam làm gì? À, mở ra kiểm tra rau chín chưa? Sao đóng không? Thế bây giờ rau chín chưa? Rau chín cho mẹ ăn cùng với con. À, rau chín rồi, con mời mẹ và bố. Thì con bê ra bàn, con để ra bàn, mời để múc ra đĩa rồi mời mẹ và bố cùng ăn với cam. Đúng rồi. Thế, con xếp ra đĩa, con xếp rau ra đĩa. Đầu tiên. Mọi người có biết cam học cái từ đầu tiên đấy ở đâu không? Đầu tiên cam. Học từ bố đấy, lần nào rửa tay không bố cũng hướng dẫn là đầu tiên là cam phải làm ướt tay. Bước thứ hai là cam lấy xà phòng. Bước thứ ba là cam xoa tay. Để lên bàn. À, để lên bàn. Rồi. Ôi cam làm đổ rồi, không sao đâu, mình nhặt lên rửa đi. Đầu tiên cam lấy nấm. À, đầu tiên cam lấy nấm. Sao vào đây. Sau này cam chắc thành đầu bếp nhỉ. Đầu bếp chuyên nấu món Á nhỉ, chuyên nấu món Việt Nam nhỉ, thích ăn đồ Việt Nam lắm. À, cái đấy mẹ hướng dẫn con lắm như nào, đầu nhỏ xuống dưới, đầu to lên trên. Đúng rồi, Hân ơi. Mình nghĩ là cam bị lộn ngược rồi nên là cái nắp nó không vào. Đâu, con đem ra đây mẹ kiểm tra nào. Con lộn ngược cả cái đấy luôn rồi ấy. Con đem ra đây mẹ kiểm tra nào. À, tít tít ở đây mẹ bảo này, cái này nó ở dưới, cái nhỏ ở dưới. Con đi ra lấy cái vung đi, con ra lấy cái vung ra đấy. Không phải, đây mẹ bảo, mẹ chỉ cho. Cố chấp. Bình tĩnh, đây mẹ chỉ nhá. Đây, con để cái này ở dưới rồi. Con để cái này đây, con xếp bù ra đây, con xếp rau sang đây. Đúng rồi, con để ngược. Rồi. Bánh. Không nở. Đấy không nở. Cho vào. À, đấy không nở, cho vào đây. Rồi đây như này, bảo đây, để cái này dưới đây, cái này con lắp lên. Rồi con lắp đó, đúng rồi. Bây giờ con này, con cái nhỏ này lúc nào nó cũng phải ở bên trên này nhá, cái nhỏ này ở bên trên nhá. Rồi nó mới vừa cái nắp. Vừa không? Có vừa không? Có vừa. Vừa không? Vừa rồi. Rồi. Đóng này. À, đầu tiên cam đóng này. Đầu tiên mãi không có cái thứ hai à? Thứ hai. Ôi mẹ nghĩ cái bàn kia hơi cao, con không để được đâu. Con phải lớn một chút nữa con mới để được. Yeah. Oh wow.
ông bà bố ăn à? Ơi đây ấy. Bố mẹ cảm ơn con yêu nhá. Ok rồi, để bố về đây bảo bố ăn nhá. À, con mời mẹ à. Thôi mẹ đợi bố về, bố đi chạy tí bố về mẹ ăn cùng bố. À, muốn cho mẹ. À, muốn cho mẹ à? Con mời mẹ hả? Mẹ cảm ơn con nhé. Nhâm 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 nhâm. Rồi phân bố với. Cho mẹ hết à? Con cam cho bố. Cam gì? Con mẹ không ăn hết đâu. À, mẹ không ăn. À, mẹ không ăn hết đâu, để bố đúng rồi, phân bố với. Vừa nói con thương bố phải không? Vừa nói con thương bố đấy. Trời ơi. Ok nhá, để đợi bố về rồi mình cùng ăn ha. Bye. Chào cho mẹ bánh mì à. À, mẹ cảm ơn con nhá.